Và sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 6, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ xung quanh khu vực giàn khoan 981 trái phép, đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao để phản đối các hành động sai trái của phía Trung Quốc. Trong khi đó, các tàu cá Trung Quốc lại gia tăng các hành động uy hiếp tàu cá Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc với khoảng 35 đến 40 chiếc tiếp tục được sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh ngăn cản quá trình tiếp cận giàn khoan của tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam hoạt động quanh khu vực. Đáng chú ý là tàu cá Trung Quốc có biểu hiện manh động hơn, ép sát tàu cá Việt Nam đang khai thác ở ngư trường truyền thống cách khu vực giàn khoan 981 khoảng 38 đến 40 hải lý. Ngày hôm nay, phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu để bảo vệ giàn khoan trái phép. Tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan 7 đến 8 hải lý và từ 9 đến 11 hải lý để ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư của Việt Nam. Để đối phó với những cú đâm va, các tàu cá của ta tản ra thành từng tốp 3 đến 4 chiếc để cơ động tránh né. Cùng với sự trợ giúp của các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, ngư dân vẫn an toàn và tiếp tục khai thác tại ngư trường Hoàng Sa.